Giới thiệu với mọi người nhé, đây là mẫu trộm bát giác mới của hàng ABS Việt Nam các bác nhé. Rất là dày dặn luôn. Đây, các bác có thể thấy này, nhựa cực kỳ dày dặn. Nó sẽ dày hơn rất nhiều so với ABS của hàng Trung này. Đây, em sẽ soi một cái mẫu hàng Trung cho các bác xem nhé. Đây, đây là hàng Trung nhé. Hàng Trung đây. Hàng Trung thì nó chỉ có một mẫu hoa văn là hoa mẫu đơn thôi. Còn hàng Việt Nam này thì nó vừa dày này, vừa có nhiều hoa văn hơn này. Đấy, hoa văn thuyền buồm này, hoa văn tùng trúc cúc mai này, hoa văn sông, hoa văn ngựa này. Đây, bác có thể lấy hoa văn ngựa này, ngựa chạy này. Đấy, tùng trúc cúc mai và thuyền buồm nhá. Thì mẫu này có luôn chân. Đấy, chân của nó cũng rất là dày dặn và có điểm hoa văn. Chân của nó là đổ đáy các bác nhé. Thì mẫu này bên em đang có giá là 2,8 triệu, bao phí ship về tận nhà cho các bác nhé. Rất là rẻ luôn. Còn đối với cái mẫu mà hàng Trung ạ, thì giá nó hơn 3 củ cơ. Mẫu này thì bên em bán 2,8 triệu, bao phí ship. Và bác nào mà đặt hàng trên TikTok, em sẽ tặng cho các bác một búa cao su nhé. Tặng kèm cho các bác một chiếc búa cao su ạ.